Ngồi đó là ai ta? Bạn của nó. Ủa, trong đây đâu có ai Quỳnh Như đâu. Hả? Không, Quỳnh Như đâu phải đội này. Hồi nãy có mẻ áo đỏ nhìn xinh giả man. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đó. Lâu lâu quay đi bà nội. Zoom zoom về cho các bạn cổ động viên phê bóng đá xem nhé. Đây là đội Storm ở trung tâm SSA nhé. Bây giờ phải zoom vô từng khuôn mặt. Nice. Whoa. Zoom vào người ghi bàn. Biết ai ghi đâu. Xù quá. Đó đó. Đi xếp không? Ok. Dạ ơi. Nó cũng lôi nhưng mà nó đỡ hơn. Yeah.
Nó có khi nào quất vô cái ba lô bay bổng hết luôn trời. Phải gì ơi, anh phải.